like và comment khi xem video. Đăng pháp vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người cha lành chúng bốn loài. Quy tròn một niệm dân sanh nghiệm ba kỳ, xưng dương cùng tan thang kiếm công cung tầng. Phận chúng sanh tánh thường rộng lặng, chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Hư Không biên phàm giới quá hiện vị lai thầm phương chư Phật. Tôn pháp hiền thân tăng thường trụ tam bảo, chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Hồ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Từ Đại Bi Tín Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Kim lư vừa bén chiên đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương hiện thần mây bao kiên tường. Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền, pháp thân toàn thánh
liền ban cho ân. Nam mô Hương Quang Cái Bồ Tát, Nam mô Hương Quang Cái Bồ Tát, Nam mô Hương Quang Cái Bồ Tát. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phật nói kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ đứng Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ Cấm Cô Độc, cùng với 1.250 vị đại tỳ kheo, câu hỏi đều là bưng A La Hán, mọi người đều quen biết Như là trưởng lão xa lời Phật Đại Mộng Kiền Liên Đại Ca Diếp Ma Ca Chiên Viên Ma Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Già Nan Đà. A Nan Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lư Phá La Đọa Ca Lưu Đà Di Ma Kiếp Tân Na Bàn Câu La Nâu Lầu Đà. Nhưng vì đại đệ tử như thế và hạng đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử A Dận Đà Bồ Tát Càng Đà Đề Bồ Tát Thường Tinh Tấn Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế và với vô lượng chư Đề Hoàng Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ, đứng Phật báo ngài trưởng lão xa lời Phật rằng: Từ đây qua phương Tây quá 10 muôn ức cõi phần, có thể trong thế giới đó có đứng Phật hiệu là A Di Đà. Hiện nay đương nói pháp xả lời Phật cõi đó, vì sao tên là Cần Làng? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ chi, hướng những điều vui nên nước đó tên là Cần Làng xa lời Phật. Lại trong cõi Cần Làng có 7 tầng bao lớn, 7 tầng mảnh lưới, 7 tầng hàng cây đều bằng 4 chân, bao bao bọc giáp
khắp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Làng. Xa lời vẫn lại trong cõi Cần Làng, có ao bằng bãi chất báo trong ao đầy dậy nước đổ tắm đừng đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đâm vàng bạc lưu ly và lê thành những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng bạc lưu ly và lê xa từ xích châu mà não. Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh sáng vàng tài ánh sáng vàng xanh đỏ tài ánh sáng đỏ sắc trắng tài ánh sáng trắng màu nhiệm thơm tho trong sành xa lời phong coi nương cần là thành tựu công đứng trang nghiêm giường ấy. Xa lời vẫn lại trong coi nương của Đức Phật đó thường trói giang trời đứng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mang đà la chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn đêm cúng dường mười muôn ngân đứng vân ở phương khác đến giờ ăn liền trở về bôn quân ăn cơm xong đi kinh hành xa lời phân cõi nương cần làm thành từ công đứng ra nghiêm giường ấy lại nữa xa lời phân coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường nào chim bành hàng Khổng Tước Anh và xa lời ca lăng tận và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thảy đều niệm Phật niệm pháp niệm tăng xa lời phân ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ xa lời phân cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời vẫn trong cõi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thổi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu thế như trăm nghìn tư nhạc đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm pháp niệm tăng xa lời phân cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm giường ấy xa lời phân nơi ý ông nghĩ sao Đức Phật
Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật đứng Phật đó hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại, vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật đứng Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật đứng Phật A Di Đà. Thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm, xa lời Phật lại Phần đó có vô lượng vô biên, thành văn đệ tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tin đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xả lời phân cõi nước của Đức Phần đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời Phật lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi. Chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng kỳ để nói thôi. Xả lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi mồn chỗ xa lời Phật chẳng có thể dùng chút ít tiền căn phương đứng nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Xa lời Phật nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chăm danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lúng lâm chung Đức Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lúng trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời Phật ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng lạng. Xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà. Phương Đông cùng có Đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên
văn quang phân đại diêm kiên phần tu di đăng phần vô lượng tinh tấn phần hằng hà xa cho những đứng phần như thế đều tai nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm cầm cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh rừng tán băng cả tư nghề công đức những thiết chư phần sở hộ niềm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ phần vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số những đấng Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tan bấm cả tư nghị công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới vương băng có đứng diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vốn minh Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh rừng tan bất khả tư nghị công đức những thiết chư Phật xa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đản ma Phật phạm trang Phật trì pháp Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên kiên kinh chứng tan bất khả cơ nghề công đức những thiết chư phần xa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương trên có đứng phạm âm Phật tu vương Phật hương thường Phật hương quang Phật đại diệm kiên Phật tạm sanh bửu hoa nghiêm thân Phật ta la thọ vương Phật bảo hoa đứng Phật kiên nhưng thiên nghĩa Phật như tu di sơn Phật hằng hà sa số nhưng đứng Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thân rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán băng khả tư nghị công đức những thiên chư Phật xa hộ niệm này xa lời Phật nơi ý của ông nghĩ thế nào vì sao tên là kinh những thiết chư Phật xa hộ niệm xa lời Phật vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu
đời an năm món trừ phiền não trừ chúng sanh trừ mạng trừ trúng mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tăng cả thế gian có tin này xa lời phần phải biết rằng ta ở trong đời ám ngũ trường. Thần hành việc khó này tặng thành bậc vô thượng chánh giác và vì tăng cả thế gian nói kinh pháp có tin này đó là rất khó đức phần nói kinh này rồi. Ngài xa lời phân cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người á tu la vân vân nghe lời của đức phần dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ phẩm mà lui ra. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thanh thanh rộng lớn sáng trong ngần trắng bận trần lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi anh trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng có bài đích đang hàng Bồ Tát danh Quang Tự Tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không hay sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không mà thấy rỗng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hơn chết già sao à tư đế cũng chẳng có nào không chi là trí có nào đắng chi do vô sở đắc ly tân cả nhân pháp kia đều xài
chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật Y Đàn Bán Nhã Đao Bồ Đề chứng quả chánh chân. Cho hay Bán Nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân, mau về thiệt thần chú linh tri đại lần, thiệt thần chú đúng bần quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh hoài thần, trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thức tình lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiện bất hư, an làm thần chú chân như thuyết rằng, yên đế yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tát bà hăng, yên đế hằng ngày tai thính tiếng
gốc xe xua ấy mơ tưởng bao la vũ trụ. Bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu, hôm nay mong giác ngộ hồi đầu tâm sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay dừng bỏ, chuyển sâu căn ra khỏi lầm mê, trước đài sen thành kính hướng về tịnh tam độc quy tam bảo phần giới căn chuyên trì chú đạo. Dừng tận cùng công lễ vô minh, chí phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giang từ bi gia hộ, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh. Con dâng lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tìm đến bửu thành, đặng tự gian giác tha viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tụng công đức thù thân hạnh, vô biên thân phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng tông văn vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liễu, vô nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương tịnh độ chung, phẩm liên hoa vi phù màu, hoa khai kiếm phần ngộ vô sanh. Bâng thôi Bồ Tát vi bàn lỡ, nguyện dĩ thử công đức phổ cầm, nhân thế ngã đẳng giữa chúng sanh, giai công thành Phật. Tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường. Tự tự quy tăng xin nguyện chúng sanh thông lý đại chúng hên thái công ngài. Công đức đấy ao thuần dùng các vàng trái làm đăng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường, ở bốn bên ao trên thềm đường có lầu gác cũng đều hiến sức bằng vàng. Bạc lưu ly pha lê xa từ xích châu mà não trong ao có hoa sen lớn như bằng
trời. Đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mang đà la chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn đêm cúng dường mười muôn ngân đứng vân ở phương khác đến giờ thành từ công đứng ra nghiêm dường ấy lại nửa xa lời phân coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường nào chim bành hàng không thứ anh và xa lời ca năng tận và công màng những giống chim đó ba thanh đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thảy đều niệm phật niệm pháp niệm tăng xá lời phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của đức phật đó không có ba đường giữ xa lời phân coi của đức phật đó tên đường giữ còn không có huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do đức phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm xa lời phân trong còi nước của đức phật đó gió nhẹ thổi động các hàng cây bao và đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu thế như trăm nghìn tư nhạc đồng một lúc hòa chung cõi nước của đấng phật đó thành tựu công đấng trang nghiêm dường ấy xa lời phật nơi ý ông nghĩ sao đức phật đó vì sao hiểu là A Di Đà xa lời phật đấng phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiểu là A Di Đà xa lời phân đứng phần đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếm nên hiểu là A Di Đà xa lời phân đứng phật thành phần nhận lại đến nay đã được mười kiếm xa lời phân lại đứng phần đó có vô lượng vô biên thành văn đệ tử đều là bậc A La Hán chẳng phải tin đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông lời phân coi nước của đức phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy xa lời phân lại trong coi cần là những chúng sanh
sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi. Chuyện trong đó có rất nhiều, vì bực những sanh bồ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết đưa, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên tăng kỳ để nói thôi. Xả lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc tiền căn hướng đứng nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Xa lời Phật, nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung đừng Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời Phật, ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng lãng. Xa lời Phật, như ta hôm nay người khen công đức lời in chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà. Phương Đông cùng có Đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Cương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thế chư Phật sa hộ niệm này, xa lời Phật, thế giới phương Nam có Đức Nhật Nguyệt Đăng Phật Danh Văn Quang Phật Đại Diêm Kiên Phật Tu Di Đăng Phật Vô Lượng Tinh Tấn Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra. Tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này, xa lời Phật, thế giới phương Tây có Đức Vô Lượng Thọ Phật Vô Lượng Tướng Phật Vô Lượng Tràng Phật Đại Quang Phật Đại Minh Phật Bưu Tướng Phật Tịnh Quang Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Tương lưỡi rộng dài trầm khắp
tam cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tan bất cả tư nghị công đức nhưng tiếc chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương băng cò đứng diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vốn minh Phật hành hà xa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm mà khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tan bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đản ma Phật phạm trang Phật trì pháp Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh xưng tan bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương trên có đức phạm âm Phật tu vương Phật Phật hương quang Phật đại diệm kiên Phật tạm sanh bửu hoa nghiêm thân Phật ta la thọ vương Phật bảo hoa đứng Phật kiên nhưng thiên nghĩa Phật như tu di chân Phật hằng hà xa số nhưng đứng Phật như thế đều hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thân rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức những thiên chư Phật sở hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào vì sao tên là kinh những thiết chư Phật sở hộ niệm xa lời phân vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà có trẻ đó và nghe danh hiệu của các đức Phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác trả lời Phật cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của cõi nước kia hoặc đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời Phật cho nên các thiện nam tử thiện nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về
cõi nước kia xa lời Phật như ta hôm nay. Người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu. Có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trược kiếm trược kiên trược phiền não trược chúng sanh trược mạng trược trung mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tăng cả thế gian có tin này. Xá lời Phật phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường. Thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác. Và vì tăng cả thế gian nói kinh pháp có tin này đó là rất khó. Đức Phật nói kinh này rồi ngài xa lời Phật cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của Đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn sáng trong ngần trắng bận mây trần lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại trắng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi anh trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng có bài đích đang hàng Bồ Tát chân quang tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mơ thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì và độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sân tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn trơn chẳng sanh chẳng dưng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ uẩn ấm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng không mà không toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao à tư đế cũng chẳng có nào
không chi là tri có nào đắng chi do vô sở đắc ly tân cả nhân pháp kia đều xả nhi không mấy vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không tâm không rộn ráo chưa duyên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhã đạo bồ đề chứng quả chánh chân cho hai bán nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về tử dâm
dồn trôi lăn mãi trong vòng lùng đảo. Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo mà con còn đắm đuối mê say mất xem huyễn cảnh hàng ngày tai thính tiếng mẫn đường vua ninh anh. Mùi quen người mùi thơm bất tịnh lời dền theo lắm chuyện gây go thân ham dùng gấm vóc xe xua ấy mơ tưởng bao la vũ trụ bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu hôm nay mong giác ngộ hồi đầu tâm sám hối phơi bày tỏ rõ nguyện tội ác từ nay dừng bỏ chuyện xấu căn ra khỏi lầm mê trước đài sen thành kính hướng về tịnh tam độc quy tam bảo phần giới cấm chuyên trì chú đáo dừng tận cùng công lễ vô minh chí phàm phu tự lực khó thành cầu đại giác từ bi gia hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh con dâng lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tìm đến bửu thành đàn tử gian giác tha viên mãn Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tụng công đức thù thân hạnh vô biên thân phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng tông văn vô lượng quang phần sáng nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chân minh liễu phố nguyện tội chương tất tiêu trừ thế thế thương hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ trung phẩm liên hoa vi phù màu hoa khai kiến phật ngộ vô sanh bâng thôi bồ tát vi vàng lỡ nguyện di tử công đức phổ cầm nhân thế ngã đẳng giữa chúng sanh giai công thành phật tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể
rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh sừng tán băng khả tư nghề công đức những thiết chư phần sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ phần vô lượng tướng phận vô lượng tràng phận đại quang phận đại minh phận bưu tướng phật tịnh quang phận hằng hà sa số nhưng đức phận như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh sưng tan bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư phật sở hộ niệm này xa lời phật thế giới vương băng có đức diêm kiên phật tôi thắng âm phật nan trở phật nhật sanh phật vong minh phật hằng hà sa số những đức phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh sừng tan bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư phật phần trì pháp phần hằng hà sa số những đức phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh chứng tan bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư phật sa hộ niệm này xa lời phật thế giới phương trên có đấng phạm âm phật tu vương phật hương thượng phật hương quang phật đại diệm kiên phật tạm sanh bửu hoa nghiêm thân phật ta la thọ vương phật bảo hoa đứng phật kiên nhưng thiên nghĩa phật như tu gì chân phật hằng hà sa số nhưng đứng phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán băng khả tư nghị công đức những thiên chư phật sở hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào vì sao tên là kinh nhưng thiết chư phật sở hộ niệm xa lời phân vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà có trẻ đó và nghe danh hiệu của các đấng phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được cả đức phật hộ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác trả lời phân cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các đức phật nói
Phật A Di Đà. Thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về, xa lời Phật. Cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân, nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia, xa lời Phật. Như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đức và các đức Phật đó, cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu, có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừa kiếm trừa kiếm trừa phiền não trừa chúng sanh trừa mạng trừa trúng mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này, xa lời Phật phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường. Thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác, và vì tất cả thế gian nói kinh pháp có tin này, đó là rất khó. Đức Phật nói kinh này rồi, ngài xa lời Phật cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người á tu la vân vân nghe lời của Đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thanh thanh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thanh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng tỏ bài đích đang Bồ Tát danh quan tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc, sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy, tống về chân không bò sân tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn trơn chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm mà cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ quẩn âm thầm.
sáu căn chẳng có sáu trần cũng không mà thấy rỗng không mà không nhận giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao à tư đế cũng chẳng có nào không chi là trí có nào đắng chi do vô sở đắc ly tân cả lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm không rộn ráo chưa nguyên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn cho hay ban nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh tri đại lừng thì thần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng thân thịnh ngoài thần trừ tất cả nguyên căn khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiền bấn hư an làm thần chú chân như thuyết rằng yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tát bà hăng yên đế
mô thầm phương thường trú tam bảo. Nam mô thầm phương thường trú tam bảo. Nam mô thầm phương thường trú tam bảo. Để tự quy pháp ma
đại chúng anh thấy không ngài. Thái đồng vô minh chẳng có mưa hồng hán chi, vẫn không có thân gì và chết huống chi là hên chết, và sao à tư đế cũng chẳng có nào, không chi là trí có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tân cả lòng trí huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi, cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chưa nguyên, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn, tam thế Phật y đàn bán nhà đạo bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hai bán nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân, mau về thì thần chú linh tri đại lần, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh hoài thần, trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thức tịnh lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiền vấn hư án, làm thần chú chân như thuyết rằng, càng để ta bài hát.
Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. Để Tây phương tịnh độ trung cơ phẩm liên hoa.
gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng tiếc like và comment khi xem video.